Tính đến 16 giờ ngày 21 tháng 9, Ban vận động cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận số đăng ký và ủng hộ của hơn 6.000 tập thể cá nhân, các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số tiền trên 272 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ cứu trợ Trung ương hỗ trợ 180 tỷ đồng, các cơ quan đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ trên 90 tỷ đồng. Ngoài 47 tỷ 140 triệu đồng đã phân bổ đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương, Ban vận động cứu trợ tỉnh sẽ thảo luận thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thường trực tỉnh ủy cho chủ trương để phân bổ nguồn kinh phí 200 tỷ đồng hỗ trợ giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện Ban vận động cứu trợ tỉnh đã công khai sao kê số tiền ủng hộ qua các tài khoản và ủng hộ bằng tiền mặt của các tổ chức cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai. Thông tin chi tiết được đăng tải tại trang web http://mattranquoc.laocai.org.vn.